Bà đấm. Trời ơi, ông hai lúa này mốt có kêu phải từ từ, thủng thẳng, từ tốn mà kêu. Kêu có gì mà kêu ào ào, xếp nữa là té dập mặt rồi, thấy không? Gì mà kêu dữ vậy không biết nữa à? Tại vì tôi thấy bữa nay bà lạ quá, tôi tính hỏi bà một chuyện. Ủa gì đâu lạ, tôi bình thường mà, bình thường thôi, đâu có gì đâu mà không bình thường, mà lạ. Gì vậy? Rồi làm gì dòm dữ vậy ông nội? Tôi hỏi thiệt bà nghe. Sao? Hôm nay có ai dựa bà hay gì mà mặc đồ giống Linh Đồng, Linh Bóng quá vậy? Trời đất ơi, sáng giờ tôi chưa có quýnh ai nghe chưa? Nghĩ sao vậy? Người ta ăn diện đẹp vậy mà nói ta Linh Bồng, Linh Bóng. Đẹp trời ơi, đi đâu mà mặc đồ gì thấy ghê vậy bà? Trời đất ơi, ông ơi, bởi vậy cái tên hai lúa của ông nó giận vô con người ông luôn à. Ông lúa quá à. Ta mặc đồ vậy ta gọi là modern, là fashion á, hiểu không? Trời ơi, modern fashion. Nhìn bà giống motor thì có. Modern cái gì? Trời đất ơi, sao vậy? Trời ơi, tôi đâm cho loài hồng. Nghĩ sao vậy? Người ta ăn mặc đẹp vậy mà nói tao motor. Tôi phải nhịn tiền 2 tháng trời mới mua được bộ đồ này đó. Cái này người ta gọi là fashion, là nghệ thuật. Fashion, nghệ thuật. Ừ. Nghệ thuật gì mặc đồ thấy ghê. Nghệ thuật gì mặc đồ hở trên hở dưới. Nghệ thuật gì kỳ vậy? Nghệ thuật có liên quan gì tới bộ đồ này đâu. Bà thấy làng trên xóm dưới có ai mặc đồ giống như bà không? Bà là kêu nghệ thuật. Thì đó, không ai dám mặc, có một mình tôi mặc. Bây giờ tôi mới đọc. Mà ông nên nhớ nghe, bây giờ là hàng độc nó mới hiếm, chứ hàng đẹp thì đầy dãy ở ngoài đường rồi. Nhưng mà có cỡ tôi đi. Tôi ăn mặc vậy là có lý do của tôi chứ lý bộ. Lý do gì? Tôi có một cái sự lựa chọn riêng của tôi. Tôi có một con đường đi của tôi. Tương lai của tôi ở phía trước. Tôi phải ăn mặc như vậy tôi bước vào con đường đó. Con đường bà đi là đường gì mà kể tôi nghe coi. Trời ơi, trời ơi, em tưởng tượng thôi em đã cảm thấy hạnh gì, em hạnh phúc rồi. Anh có biết em đi đâu không? Đi đâu? Em sẽ chuẩn bị lấn sân, em sẽ bước vào showbiz. Bước vào showbiz? Đúng, tôi đúng rồi, phải không? Show nhựa, show nhôm, thao, show chậu rồi chứ. Showbiz là show gì bà? Mà showbiz, bích chịch làm sao đựng nước? Mà lỡ có đựng nước được đi, mà xách nước đi rồi mắc mớ mặt đồ này. Trời ơi là trời ơi, lúa gì mà lúa dữ vậy không biết nữa à. Chứ showbiz là show gì? Bây giờ cái thời buổi giờ tao lên mạng tao nói đây showbiz mà cũng không biết nữa à. Showbiz chứ show chậu gì ở đây. Showbiz ở đây là tiếng Anh. Showbiz có nghĩa là tôi sẽ bước chân vào làng giải trí. Tôi sẽ bước chân vào nghệ thuật. Có nghĩa là tôi sẽ trở thành, ví dụ như là một nữ minh tinh chẳng hạn. Nữ minh tinh? Hoặc là tôi sẽ là một người mẫu nổi tiếng. Người mẫu nổi tiếng? Người mẫu chân ngắn nhưng vẫn nổi tiếng. Trời. Hoặc là tôi có thể là một ca sĩ, một danh ca. Ca sĩ, một danh ca? Ừ, ngưỡng mộ chưa? Cái giọng dịch đất kia mà danh ca cái gì? Bà chưa bước vô showbiz là nó show bà té rồi. Sao vậy? Trời ơi, coi kìa, cái tướng gì đâu mà cái giọng một quá thì... Sao? Hơi ít. Ít đâu. Giọng hai thì hơi dư mỡ. Còn giọng ba thì... Sao? Nói chung, còn cái chiều cao thì mà đòi làm người mẫu. Bà vô á, người mẫu nó quỳ gối nó còn cao hơn bà nữa. Đừng có xúc phạm tới chiều cao của tôi nghe chưa. Kỳ cục quá à. Kệ đó. Ông á, ông có theo đuổi. Ông không có dạng mà ông phải lên mạng, lên đồ đông mở mang kiến thức của ông. Chứ ông càng nói ông càng lúa. Rồi ông thấy thời buổi bây giờ không? Người ta chỉ cần ngang, không cần đẹp lắm nha, không cần chân dài đâu. Rồi sao? Đó, chỉ cần cái mặt đánh phấn lên, dặm son lên cho đẹp. Rồi chụp hình, ăn mặc nha, ăn mặc hở hang. Nói chung là càng hở hang càng tốt, có thể là không mặc càng tốt. Trời ơi, ghê quá. Chụp hình, post lên Facebook, nổi tiếng luôn. Facebook là gì? Tôi chỉ biết lan phai mì chứ Facebook là phai gì bà. Trời ơi, Facebook mà cũng không biết, nó lú quá vậy trời. Mà nói chung thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Cái tướng của bà hả, tôi nói hả, cho bà sơn móng tay, móng chân đỏ lờm đỏ lét như mấy con đà điểu trong công viên Thủ Lệ đi nữa. Rồi chét lên mặt 4-5 kg phấn đi nữa cũng xấu tồi, xấu tệ, xấu tàn, xấu tạ. Sao có nói tôi xấu hoài vậy? Tôi xấu nhưng mà kết cấu tôi đẹp. Thấy kết cấu không? Thấy ngon ăn không? Bà lắc nó bị rớt. À, thôi ông nói gì nói, nhưng mà tôi phải giữ vững lập trường của tôi. Tôi sẽ đi theo tiêu chí càng hở càng nổi. Mèn đét ơi, chỉ có những người á, người ta không có điều kiện, người ta mới không có những bộ đồ lành lặn để mặc. Còn bà dư điều kiện, mặc đồ á, thiếu trên hụt dưới để mong được nổi tiếng hả? Tôi nói cho bà biết á, nổi tiếng thì tôi không thấy, nhưng mà tai tiếng thì có rồi đó.